Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng tư lịch sử, chúng ta dành nhiều thời gian để tưởng nhớ công lao của thế hệ cha anh, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước. Bao chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã ra đi khi lửa lòng đang cháy bỏng với những lời yêu chưa cất nên lời. Và có một chàng trai đất tổ trước khi hy sinh tại chiến trường Quảng Trị đã để lại những cuốn nhật ký để ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ, cùng hiểu thêm về cha anh với khát vọng chiến thắng. Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 40 năm thành cổ Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tổ chức chương trình truyền hình Khát vọng chiến thắng để tri ân công lao to lớn của cha anh cho độc lập tự do của dân tộc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong hành trình về miền Trung ruột thịt, những hình ảnh xúc động nhất đã được phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ ghi lại. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến thăm Nghĩa Trang Trường Sơn, nơi có rất nhiều người con Phú Thọ đang yên nghỉ. Trong bạt ngàn xanh của Trường Sơn, có những không gian trắng, những khoảng lặng giữa dòng đời. Hơn 10.000 ngôi mộ của những người ở tuổi thanh xuân. 40 năm trôi qua, nhưng không ai thêm một tuổi. Nơi đây lưu giữ vĩnh viễn tuổi 20. Bạt ngát Trường Sơn hồn liệt sĩ, dạt chào Đông Hải khí ân linh. Ba hồi chiêu mộ rung tâm trí, muôn dặm non sông nặng nghĩa tình. Hàng thông xanh thắp nến du các anh trong giấc ngủ yên bình. Các anh chưa được về quê, thì người Phú Thọ mang quê hương vào đây với các anh. Thấy bưởi đoan hùng, nhìn cọ sông Thao giữa lạnh lẽo Trường Sơn, hy vọng rằng các anh sẽ bớt nỗi nhớ nhà. Việt Nam có 5 nghĩa trang quốc gia, thì 2 nghĩa trang Trường Sơn và Đường Chín đều nằm trên đất Quảng Trị, chiến trường ác liệt nhất miền Nam. Bên những bia mộ có tên là bao nhiêu bia mộ không tên, còn bao nhiêu anh em khác chưa được quy tập về đây. Một trong những người con Phú Thọ may mắn còn được đưa về đây, ngôi mộ 266. Tôi đang có mặt tại Nghĩa Trang Đường Chín, tỉnh Quảng Trị, và ngay bên cạnh tôi là mộ của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, quê ở Việt Trì, hy sinh năm 1972, hiện còn để lại cho chúng ta cuốn nhật ký Khát vọng sống và yêu. Kính thưa quý vị, có những chàng trai, cô gái hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong số ấy có nhiều người con Phú Thọ, và họ đã để lại những bài học quý giá về sự hy sinh, lòng yêu nước cho thế hệ mai sau. Trong hàng vạn người con ưu tú ấy có liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, một chiến sĩ kiên cường đã chiến đấu tại Quảng Trị trong những ngày tháng ác liệt nhất. Anh từng là học sinh khóa đầu tiên của trường cấp 3 Việt Trì. Và gia tài anh để lại là 12 cuốn nhật ký ghi lại quãng thời gian sống và yêu. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nhân vật đầu tiên. Một người là bạn đồng khóa với liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, còn một người là em trai của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh. Xin trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu nhà báo Cao Văn Định và anh Bùi Hùng Tuấn. Trước hết xin được trò chuyện và giao lưu với nhà báo Cao Văn Định ạ. Vâng, thưa ông, là chúng ta vừa nhắc tới liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh với 12 cuốn nhật ký còn để lại. Vậy thì cái cảm xúc khi lần đầu tiên ông cầm cuốn nhật ký trên tay như thế nào ạ? Giữa những năm 64 thì có một loạt học sinh của trường cấp 3 Việt Trì, hồi đó là ở dưới đầu cầu, đã lên đường nhập ngũ, thì trong đó có liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh của chúng ta. Sau khi Tuấn đưa cho chúng tôi những tập nhật ký của Bùi Kim Đỉnh thì thực sự xúc động và thấy nó sống lại một cái thời hào hùng đất nước, nhưng đồng thời sống lại một thời oanh liệt của những cái thế hệ mà lên đường nhập ngũ cho có để khát vọng chiến thắng. Là lính pháo binh, trinh sát pháo binh mà có 12 quyển nhật ký, mà ngày nào cũng ghi nhật ký, thì tôi thấy đó là một cái chuyện đúng là đặc biệt. Mỗi một chiến sĩ có một cái cuốn nhật ký cũng thể hiện cho cái nghị lực, phải không ạ? Vậy thì từ cái nghị lực đó thì ông nghĩ rằng là nó tạo nên một cái sức mạnh như thế nào để giúp chúng ta có thể chiến thắng ạ?
đến bây giờ chúng ta có thể gặp rất nhiều hồi ký, nhưng mà nhật ký là một cái mà nó không có kết thúc. Nhật ký là cái ngày hôm nay xảy ra việc gì thì ghi được cái việc ấy, và thấy ý nghĩa của ngày hôm ấy, có cái việc vấn đề gì đấy thì ghi vào, mà trung thực với lòng mình, chứ không phải nhật ký là đem cho tất cả cho mọi người nghe xem. Thì chính đấy, chính nhật ký là một cái vũ khí tinh thần, là một cái động lực tinh thần để kiểm định lại chính mình trong những trang nhật ký của chính mình trong cuộc chiến tranh ấy, để kiểm lại xem mình còn được là mình hay không. Xin được chuyển câu hỏi cho anh Bùi Hùng Tuấn ạ. Bởi vì là anh Bùi Hùng Tuấn chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái chia sẻ về cuốn nhật ký này, bởi anh là em trai của anh Bùi Kim Đình, hơn nữa lại là người đã tập hợp 12 cuốn nhật ký lại và đang chuẩn bị xuất bản thành một cuốn nhật ký Khát vọng sống và yêu. Vậy thì xin hỏi kỹ hơn một chút, như nhà báo Cao Văn Định vừa nói về cuốn nhật ký, vậy thì không biết là gia đình đã nhận được cái cuốn nhật ký này trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Bộ nhật ký do đồng đội, một người đồng đội của anh Đình, khi anh và anh Đình là cùng nằm ở trong một cái lán, trong cái hầm ấy, ở chiến trường Quảng Trị, thì anh Đình và anh đó có thỏa thuận và có hẹn ước với nhau, khi nếu mà một trong hai người mà chết hoặc là ai còn sống thì có trách nhiệm chuyển cái bộ nhật ký này về cho gia đình. Vài tháng sau có một người đồng đội đã mang cái ba lô đó về, thì cũng rất tiếc là do cái thời buổi chiến tranh hoặc là vì lý do gì đó thì thất lạc. Sau đó là cái anh đó ấy, là tiếp tục đi vào chiến trường, đến bây giờ cũng không biết còn sống hay là như thế nào, và gia đình cũng đang cố gắng để liên hệ để tìm được thân nhân hoặc là bản thân anh đó. Vâng ạ, vậy thì gia đình tại sao lại quyết định là xuất bản cái cuốn nhật ký này và lấy tên là cuốn nhật ký Khát vọng sống và yêu ạ? Năm nay là cha đẻ của tôi là năm nay 85 tuổi. Và cụ cũng đã rất lớn tuổi rồi, cũng không sức khỏe mai một, không biết là sẽ còn tiếp tục như thế nào nữa. Cũng nguyện vọng muốn được có một cái gì đó để tri ân và để làm vui lòng cụ. Cái ý thứ hai nữa ấy, là năm nay cũng là 40 năm ngày anh Đình hy sinh, và đồng thời là 40 năm ngày kỷ niệm chiến dịch thành cổ Quảng Trị. Và điều đặc biệt nhất là anh Đình khi anh còn sống, năm đó anh về anh có nói với anh Đăng và có nói với các ông anh ở trong nhà là khi anh ra quân, anh sẽ về là anh sẽ đi theo nghề dạy học. Và bản thân tôi khi tôi đi bộ đội, tôi cầm quyển nhật ký cuối, là tôi cũng có cái nguyện vọng là để nếu có dịp mình vào chiến trường, vào trở lại Trường Sơn, thì mình đi tìm mộ của anh, thì trong cái quyển nhật ký đồng đội có vẽ cái nơi chôn cất của anh Đình. Và tôi biết được trong bộ nhật ký này rất nhiều tư liệu quý và rất nhiều thơ và rất nhiều các tư liệu. Thế thành ra ấy, nguyện vọng của anh Đình như thế, tôi cũng muốn xin phép gia đình và được sự đồng ý của cha tôi, thì tôi cũng muốn rằng là để gia đình thực hiện một phần nguyện ước của anh Đình, là muốn được tiếp tục truyền lửa, tiếp tục nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình, của anh Đình, cũng như là một phần của thế hệ của các anh, hướng tới thế hệ trẻ. Trong cuốn nhật ký thì cái phần nào là cái phần anh cảm thấy ấn tượng nhất và cảm thấy xúc động nhất ạ? Vâng, thực ra thì trong cuốn nhật ký này từ đầu đến cuối ấy, tôi đọc mỗi một lần, tôi đọc cho bạn bè, họ hàng, đặc biệt những người bạn của anh Đình, những người yêu anh Đình, là tôi cũng muốn rớt nước mắt, đúng như thế thật, rất cảm động. Nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ bạn bè, nhớ thầy. Và đặc biệt là càng về giai đoạn sau, cái nỗi nhớ nhung nó càng ra diết. Và nếu mà ở một cái chừng mực nào đó thì cái quyển cuối là gần như anh viết nhật ký bằng thơ, và nó thể hiện cái nỗi nhớ thương nó day dứt và nó rất lãng mạn, nhưng mà nó là ý chí rất là kiên cường. Và cuối cùng là anh là một đảng viên và anh vượt qua tất cả. Kính thưa quý vị và các bạn, trong số những liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước, có những người còn để lại những di vật cho gia đình và bè bạn như liệt sĩ Bùi Kim Đình. Nhưng cũng có bao người anh hùng ra đi không để lại gì. Chuyện bốn người lính tăng, trong đó có hai người con của Phú Thọ đã hy sinh tại Đắc Tô, Tân Cảnh, là câu chuyện như thế. Nổi bật trên cao nguyên đầy nắng và gió là tượng đài chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Trong nhịp sống thanh bình hôm nay, khó mà hình dung nổi 40 năm trước
Đây là chiến trường khốc liệt. Xe tăng 377 và 4 chiến sĩ cảm tử đã đi vào lịch sử. Thưa quý bạn, tôi đang có mặt tại Đắc Tô Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum. Ở nơi đây ngày 24 tháng 4 năm 1972, thì chiếc xe tăng mang ký hiệu 377 đã anh dũng tiêu diệt 7 xe tăng của địch trước khi các chiến sĩ trong chiếc xe tăng này hy sinh, trong đó có 2 chiến sĩ là người con Phú Thọ. Hai người con ưu tú của đất tổ là liệt sĩ Trần Vịnh, hạ sĩ lái xe, và liệt sĩ Nguyễn Đắc Lượng, hạ sĩ pháo thủ. Rời cao nguyên, nhóm phóng viên truyền hình Phú Thọ tìm về quê các anh. Từ ngôi nhà khiêm nhường ở khu Tân Lĩnh, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, ba anh em trai Trần Thịnh, Trần Vịnh, Trần Nghị đều ra trận. Trong đó, hai người anh hy sinh vì nước. Người cựu binh xe tăng này may mắn trở về. Bây giờ ông là người hương khói cho hai anh trai. Pháo thủ thì thường khi bổ sung được. Giả dụ lấy bên bộ binh sang được, khi chúng tôi lái xe thì mỗi xe có người thôi. Cho nên là không bỏ được xe. Bây giờ xác định là coi như vào đây không về được nữa. Thôi đành phải cương quyết thôi. Thế anh có ngã xuống đấy rồi thì mà chịu. Thế may ra thì nghĩ, nói với nhau là may ra sống sót. Thì coi như bị thương thì mới được quay ra. Nếu không thì cũng không nghĩ được. Như nói nếu xe tăng thì đã chết chết thật. Bị thương thì ít, nó không như bố mình. Cũng như bao anh hùng liệt sĩ trên mọi miền đất nước, liệt sĩ Nguyễn Đắc Lượng ở Khải Xuân Thanh Ba hy sinh khi chưa có vợ con. Người hương khói cho anh bây giờ là cháu gái gọi liệt sĩ bằng cậu. Có những gia đình, có những liệt sĩ mà đã hy sinh cho đất nước ấy, rất là thương tiếc, nhưng mình cũng rất là tự hào với cậu mình vì đã góp phần xương máu để đóng góp cho sự hòa bình của đất nước. Máu của các chiến sĩ xe tăng 377 đã góp phần tô thắm ngọn cờ độc lập dân tộc. Câu chuyện 40 năm trước nhắc nhở chúng ta không quên ơn các anh hùng liệt sĩ. Non sông đã thu về một mối, chiến thắng sẽ trọn vẹn nhất, hy sinh sẽ ý nghĩa nhất khi hôm nay dân tộc ta trở nên cường thịnh, đất nước ta vươn lên mạnh giàu. Kính thưa quý vị, chuyện về những người lính xe tăng dù đã đi qua vài thập kỷ nhưng vẫn còn vẹn nguyên niềm xúc động và tự hào trong lòng mỗi người. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người lính đã từng là lính xe tăng, một người bạn đồng khóa với liệt sĩ Bùi Kim Đình, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Xin trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Nguyễn Hữu Điền. Kính thưa quý vị và các bạn, từ đầu chương trình tới giờ chúng ta nhắc nhiều tới công lao của thế hệ cha anh đi trước cho độc lập tự do của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh và có những người để lại những di vật cho gia đình như liệt sĩ Bùi Kim Đình, đó là những cuốn nhật ký. Và trong cuốn nhật ký Khát vọng sống và yêu có một vài lá thư của ông Nguyễn Hữu Điền đã gửi vào chiến trận cho liệt sĩ Bùi Kim Đình. Và cũng có những lá thư liệt sĩ Bùi Kim Đình gửi về hậu phương cho ông Nguyễn Hữu Điền. Ông có thể chia sẻ những cái kỷ niệm sâu sắc nhất khi cùng học với liệt sĩ Bùi Kim Đình tại trường cấp 3 Việt Trì ạ? Liệt sĩ Bùi Kim Đình thì học chung với tôi từ năm lớp 5 đến lớp 9. Và trong những ngày nhập ngũ đầu tiên ấy, thì anh Đình thường xuyên có thư từ liên hệ với tôi. Đặc biệt là những cái năm 66, 67 là những năm mà địch nó đánh phá ở Việt Trì rất là dữ dội, thì chúng tôi thường xuyên có trao đổi thư từ qua lại với nhau và kể cho nhau những cái ác liệt của cái cuộc chiến tranh. Trong đó tôi có kể với anh Đình rất nhiều cái trận đánh bảo vệ cầu Việt Trì, để cũng muốn chứng tỏ với anh Đình rằng những người ở hậu phương cũng không nhàn nhã gì, mà cũng phải vừa sản xuất vừa chiến đấu rất là gian khổ. Đó là một cái tình bạn mà đi suốt với chúng tôi qua cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và mãi sau này tôi mới biết được là anh Đình hy sinh trong một cái lần đi trinh sát mức nước ở sông Ba Lòng để chuẩn bị cho quân ta tiếp tục chuyển vào phía trong, thì bị một cái tốp máy bay địch nó đến ném bom bất ngờ. Anh Đình bị thương nặng, được đồng đội đưa về trạm cứu thương của mặt trận. Sau 2 giờ 15 phút thì anh Đình đã hy sinh.
Trong cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh thì không chỉ có những lá thư của những người bạn đồng khóa, của những người đồng đội kể cho nhau nghe về chuyện hậu phương, chuyện tiền tuyến. Khi mà ông đọc cuốn nhật ký này thì trong suy nghĩ của ông có những cái điều cụ thể như thế nào ạ? Cái thế hệ chúng tôi là cái thế hệ mà cái tuổi 20 khi hướng đời đã thấy thì xa xôi gấp mấy cũng lên đường, sống ở thủ đô mà dạ đẻ mười phương, ngàn khát vọng chất chồng mơ ước lớn. Bản thân mỗi thanh niên lúc bấy giờ đã là một nhà thơ, đã là một văn nghệ sĩ, cho nên là ai cũng viết nhật ký, ai cũng làm thơ. Anh Đỉnh thì còn hơn chúng tôi ấy, là cái khát vọng sống và yêu rất mãnh liệt. Cho nên là ngay từ những năm lớp 8, lớp 9, anh Đỉnh đã có bạn gái. Trong cuốn nhật ký thì xin thưa với các quý vị là anh Đỉnh có nhắc đến một số các bạn gái của chúng tôi học những năm đó. Và sau này các bạn ấy có xây dựng gia đình rồi vẫn không biết mình là người được yêu trong nhật ký của Bùi Kim Đỉnh. Và lúc bấy giờ thì chúng tôi ai cũng có một cái cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy. Cho nên là cái lớp thanh niên lúc bấy giờ dù yêu rất cháy bỏng nhưng mà luôn luôn giấu kín ở trong lòng và giấu kín trong nhật ký ở dưới đáy ba lô, chứ không dám thổ lộ với người mình yêu như các bạn bây giờ. Vâng. Thưa ông Nguyễn Hữu Điền, là trong cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh thì tôi nhớ là có nhắc tới 2 đến 3 cô gái. Vậy như ông cũng vừa nói là mỗi người như các ông khi tham gia chiến trận đều là đã là một nhà thơ, đều có những cái hình bóng trong tâm trí mình, nhưng mà vì đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy cho nên là phải giấu kín trong lòng. Vậy không biết là ông thì có những cái kỷ niệm hoặc có những cái dòng nhật ký nào dành cho những cô gái như thế không ạ? Tôi thì có cái hạnh phúc hơn anh Đỉnh là cùng nhận lệnh nhập ngũ, nhưng mà sau đó lại còn được về học tiếp hết cấp 3, rồi còn tham gia vào cái đội tự vệ chiến đấu bảo vệ cầu Việt Trì, tham gia 37 trận đánh lớn nhỏ. Cho nên là trong cái thời kỳ mà tham gia dân quân bảo vệ cầu Việt Trì thì cũng có những mối tình, và những mối tình ấy cũng theo tôi suốt chặng đường dài. Cho đến bây giờ, người bạn đời hiện tại của tôi đấy vẫn luôn luôn nhắc nhở đến những cái mối tình đầu ấy, và chúng tôi hết sức trân trọng nó. Và hy vọng là mối tình của ông sẽ mãi mãi bền đẹp, và sẽ như ông đã nói là ông hạnh phúc hơn liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, bởi vì liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh có những lời yêu chưa thể cất nên lời. Ví dụ như trong cuốn nhật ký, tôi rất nhớ một phần liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh viết cho một cô gái tên Phú ạ. Có mở đầu là Phú thương ạ, và kết thúc đoạn thơ thì nói rằng là trong một ngày, thời gian để nhớ em không phải là ít. Thực sự khi mà đọc cái đoạn nhật ký đó thì tôi cảm thấy rất là xúc động, và có nghĩ rằng là thế hệ trẻ của mình bây giờ có lẽ là bày tỏ cái tình cảm của mình hơi nhiều quá thì phải, không giống như cái thế hệ cha anh đã kìm nén những cái tình cảm của mình trong lòng để có thể dành tất cả quyết tâm cho chiến thắng. Thưa ông, là được biết ông không chỉ là một người bạn đồng khóa với liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh mà cũng là một người lính xe tăng. Vậy thì ông nghĩ về cái sự hy sinh của những người lính xe tăng như trong Đắc Tô Tân Cảnh cũng như những người lính xe tăng khác nữa cho cái cuộc chiến đấu của dân tộc ta như thế nào ạ? Thưa các quý vị, tôi là lính xe tăng, nhưng mà là thế hệ thứ ba, thế hệ của những năm 70. Chúng tôi chỉ là cái thế hệ đàn em của các đồng chí xe tăng ngồi đây. Kíp xe 377 trong phóng sự vừa nói là thuộc Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 297, Trung đoàn 273 thuộc Binh đoàn Tây Nguyên. Đây là một đơn vị sau khi đánh xong trận, đánh xong sân bay Tân Cảnh thì được lệnh chi viện cho bộ binh để tiếp tục đánh căn cứ Đắc Tô 2, một trong những vị trí chiến lược quan trọng phòng ngự của địch ở Bắc Tây Nguyên và Bắc Công Tum.
đồng chí thiếu úy Nguyễn Nhân Triển là trung đội trưởng, vừa là trưởng xe, khi nhận được lệnh ấy, thì không kịp đợi các đơn vị tuyến sau tổ chức chi viện. Một mình xe 377 với 4 chiến sĩ, kíp xe của chúng ta không kịp đợi đồng đội chi viện, một mình xông lên phía trước. Kẻ thù thấy hỏa lực xe tăng của chúng ta mỏng, cho nên chúng điều động toàn bộ binh lực của nó ra để chặn đánh, với 8 xe tăng địch bao vây xung quanh. Nguyễn Nhân Triển vẫn quyết tâm xông lên phía trước, một xe không tiến công và đã bắn cháy 7 xe tăng địch. Sau đó cả kíp xe đã anh dũng hy sinh, để lại một tấm gương chiến đấu ngoan cường dũng cảm của bộ đội xe tăng, xứng đáng với truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Thành cổ Quảng Trị, 40 năm sau trận chiến bi hùng nhất mọi thời đại, không một viên gạch nào còn nguyên vẹn tại chốn này. 3 km² thành cổ hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Vâng, 328.000 tấn, tương đương với 7 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản. Mỗi mét đất, 1 mét máu. Hơn 10.000 người con ưu tú của dân tộc hy sinh trong 81 ngày đêm quyết tử bảo vệ thành cổ. Trong số họ, phần đông là sinh viên các trường đại học. Hôm nay, chỉ có một đài chứng tích sinh viên, không bia mộ, bởi không một thi thể nào của các anh còn nguyên vẹn. Thành cổ chính là ngôi mộ lớn. Mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi bước chân chúng ta vào thành cổ hôm nay thì đều thấm đẫm máu của các chiến sĩ cả nước và đồng bào Quảng Trị anh hùng. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lòng gió, dẫu ồn ào đừng lấy mình cành cây. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rồng sau đồng đội tôi nằm chật. Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật. Cho hôm